Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Sau nhiều đời chủ tịch ngồi tù, nỗi lo sợ của người dân Hà Nội trước thêm bầu cử chủ tịch tỉnh mới. Hà Nội có quy mô dân số chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh và là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước nên có vị thế đặc biệt quan trọng. Nói như vậy để thấy khi được tín nhiệm giao trọng trách, người đứng đầu của một địa chỉ văn hóa quan trọng bậc nhất đất nước thì người đó phải có tầm hiểu biết văn hóa, và ứng xử có văn hóa với vùng đất địa linh nhân kiệt. Và nhắc đến việc lựa chọn cán bộ để làm chủ tịch Hà Nội, thay cho ông Chu Ngọc Anh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng chuẩn bị người thay lại phải chọn người cho đúng, cho chính xác chứ không phải vội vàng, nếu không chính chắn thì không chính xác, nhỡ tiêu cực thì sao. Thủ đô Hà Nội đã trải qua 15 khóa với 9 vị từng đảm nhận chức chủ tịch, người đảm nhận nhiều khóa nhất là bác sĩ Trần Duy Hưng từ khóa 1 đến khóa 6. Có 4 vị đảm nhận hai khóa hoặc gần hai khóa. Còn lại chỉ một khóa, gần đây nhất là ông Nguyễn Đức Trung và ông Trung Ngọc Anh. Cả hai ông sự nghiệp đều bị gãy đổ nơi chừng. Những vấn đề bức xúc đặt ra bao nhiêu năm nay vẫn chưa được giải quyết. Hệ thống giao thông thế nào để không bị ách tắc? Hệ thống thoát nước ra sao để Hà Nội không bị gặp lụt? Quy hoạch thành phố ra sao để thành hiện đại và thực hiện thành phố hai bờ sông Hồng như thế nào? Và bây giờ là chuyện các trường đại học, các cơ quan ra khỏi nội thành, vân vân khác. Là một chủ tịch thành phố, trung tâm chính trị của cả nước, cần phải có tầm nhìn chiến lược và người đứng đầu Hà Nội cần phải là người giải được bài toán mà thực tế đang yêu cầu và thực tế đang đặt ra. Nên chăng chúng ta có một cuộc thi lãnh đạo Hà Nội như đảng ta đang làm với những vị đứng đầu, một cục, vụ học viện, nhà trường hay một huyện và thị vân vân khác? Bài toán đặt ra cũng thật đơn giản, chỉ cần ai giải quyết tốt những yêu cầu như trên. Sử dụng nguồn lực dồi dào, thời gian cụ thể, chắc chắn đảng sẽ chọn và người dân sẽ ủng hộ. Thật đáng buồn về hai ông chủ tịch gần đây, một người chỉ lo vun vén cho gia đình mình, dành hết những dự án và công trình cho người thân và cho cánh hậu thì không thể nói là vô tư trong sáng vì cái chung. Một người thì thoái hóa binh chất, tự diễn biến và tự chuyển hóa như trong kết luận của đảng thì làm sao lo cho cái chung và lo cho Hà Nội phát triển. Chúng ta cùng điểm lại sai phạm gần đây mà hai đời cựu chủ tịch Hà Nội đã sai phạm được biết vào ngày 10 tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Đức Trung được phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 đến 2016. Vào tháng 6 năm 2016, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, học kỳ thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Với hơn 96% phiếu đồng ý chấp thuận, Nguyễn Đức Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa mới. Đến tháng 8 năm 2020, ông Trung bị đình chỉ công tác chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến một số vụ án theo quy định của pháp luật. Và đến nay, ông Nguyễn Đức Trung liên tục nhận án tù vì liên quan đến ba vụ án khác nhau. Tổng hợp cả ba bản án, hình phạt chung mà ông Nguyễn Đức Trung phải thi hành là 16 năm tù giam, cụ thể là vào ngày 11 tháng 12 năm 2020. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Trung mức án 5 năm tù tội vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cáo buộc cho rằng từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, thực hiện đề nghị của ông Nguyễn Đức Trung, các đồng phạm của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường. Người đồng phạm đã chuyển trông chung hai lần gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ mật. Đến tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù giam vì tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, Hội đồng xét xử cho rằng ông Nguyễn Đức Trung đã lựa chọn xử lý nước nhằm cải thiện môi trường nước trên địa bàn bằng chế phẩm Redoxy được sự hậu thuẫn bật đèn xanh của ông Trung. Công ty Arctic đã độc quyền nhập chế phẩm Redoxy về Việt Nam. Quá trình thực hiện mua bán chế phẩm xảy ra nhiều sai sót, bỏ qua nhiều quy định và gây thất thoát cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng. Trong một diễn biến khác, vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, ông Trung nhận thêm 3 năm tù giam vì tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vì liên quan đến vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Lần này, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị cáo buộc đã chỉ đạo đình chỉ và dừng thực hiện gói thầu số hóa vào năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư và trái quy định của pháp luật. Sau khi dừng thầu, ông Trung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, đảm bảo tính tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố. Tới thời điểm hiện nay, Hà Nội chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung và cho công ty nhật cường thi điểm số hóa để doanh nghiệp này tham gia vào đấu thầu và trúng thầu đồng thời công ty minh hoa do vợ chồng ông trung làm giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế với công ty nhật cường để liên danh nhật cường đông kinh để hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu hành vi vi phạm đấu thầu của ông trung và đồng phạm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu dẫn đến hậu quả mục đích yêu cầu gói thầu trên không đạt được và chỉ có 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ công tác, thì đến ngày 25 tháng 9 năm 2020, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đến 2021 đối với ông Chu Ngọc Anh. Ông Chu Ngọc Anh nhận nhiệm vụ đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát thời điểm đó ông chu ngọc anh gây chú ý với phát ngôn nếu địa bàn hà nội mà bung mà toang hứa với các đồng chí tôi chịu trách nhiệm bộ chính trị xác định ông chu ngọc anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và vi phạm quy định của đảng và pháp luật nhà nước vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm Quy định trách nhiệm nêu gương và gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát và lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét và thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể và cá nhân đã bị kỷ luật đảng. Đến ngày 7 tháng 6 năm 2022, sau gần 2 năm ngồi trên ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát và lãng phí. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp cuối tháng thứ 3, Ông Trương Ngọc Anh có vi phạm liên quan đến việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trương Ngọc Anh là người phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới vào năm 2019, hay còn gọi là 2019-nCoV. Bộ Công an cho biết có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý và nghiên cứu, chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit test xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, trong việc cấp giấy phép đăng ký lưu hành, việc hiệp thương giá sản phẩm kit test xét nghiệm COVID-19 với công ty Việt Á tại Bộ Y tế. Thực tế thời gian qua, việc lựa chọn cán bộ đảm nhận vị trí quan trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế đều chưa thành công. Ví dụ như ở Hà Nội, trong nhiệm kỳ trước, cả bí thư và chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đều bị kỷ luật và trong đó, chủ tịch thành phố còn bị truy tố và phạt tù. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bí thư thành ủy nhiệm kỳ trước cũng bị cách chức, xử lý hình sự. Còn nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, hiện giữ chức là Phó trưởng ban kinh tế trung ương, mới đây cũng bị đề nghị kỷ luật. Và như vậy cho thấy, việc lựa chọn cán bộ cho hai thành phố lớn nhất của đất nước thời gian qua đều chưa đúng và chưa trúng. Với Bộ Y tế thì ngoài ông Nguyễn Thanh Long thì nhiều thứ trưởng và các cán bộ khác cũng bị xử lý kỷ luật, từ khiển trách, cảnh cáo cho đến bị khởi tố và bắt tạm giam. Vì thế việc chuẩn bị người đảm nhận chức bộ trưởng càng phải kỹ lưỡng và không nên quá vội vàng dẫn đến chặn sai. Tuy nhiên, không thể để chiếc ghế, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chống quá lâu, thủ đô Hà Nội có vị trí hết sức đặc biệt quan trọng, cần có người đứng đầu để điều hành và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố. Và nhất là trong bối cảnh Chúng ta đang quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Theo đó, đối với nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, cần phải nghiên cứu kỳ lưỡng. Bộ trưởng Bộ Y tế không nhất thiết phải là người rất giỏi về chuyên môn, phải là giáo sư và tiến sĩ. Bộ trưởng Bộ Y tế trước hết là cần phải người có tâm và có đức, lương y như từ mẫu và có năng lực trong quản trị và hoạch định chính sách. Những vụ việc xảy ra gần đây trong ngành y cần phải được nghiên cứu lại và cách thức sử dụng lựa chọn cán bộ, việc nhiều giáo sư tiến sĩ, những bàn tay vàng trong ngành y khi làm chuyên môn rất giỏi và được nhiều người kính trọng. Khi họ được phân công làm giám đốc, các bệnh viện thì lại sai phạm và vướng vào vòng lao lý. Và có ý kiến nói rằng, vì có nhiều cán bộ bị xử lý vi phạm đã và đang dần đến tâm lý sợ sai và không dám quyết và không dám làm. Quả thật, cái tâm lý sợ sệt, sợ trách nhiệm, đặc biệt có các vụ kiện bị xử lý trong thời gian qua, và nhất là vụ việc liên quan đến Việt Á chẳng hạn, Chúng ta có thể thấy rõ, vi phạm chủ yếu là do cán bộ đã tư lợi cá nhân, nhận hoa hồng và nếu họ không nhận hoa hồng và làm việc vì động cơ trong sáng thì chắc chắn sẽ không bị xử lý. Điều người dân cần là một người đứng đầu trí tuệ, tâm huyết. Vậy ai mới xứng tầm lãnh đạo đất thủ đô sau bao đời chủ tịch mắc sai phạm? Bản tin của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành và bình an.